cho ăn ít thì mày cũng chỉ được ít thôi, cho ăn nhiều hơn thì được thêm một chai nhựa to để bán ve chai nhưng vẫn lỗ. Anh chủ quyết định cho mày ăn nhiều hơn và kết quả vượt ngoài mong đợi. Nó dẫn được Hằng một chân dài da trắng cao 1m7 về để mình có người yêu. Anh chủ muốn nhiều người yêu hơn nên anh chủ cho Hằng một hộp.